Mời bạn nữ. Đi em gái. Rồi. Liếc liếc qua hàng rào phải không? Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em xin phép chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào anh đẹp trai bên kia. Sao biết ta đẹp trai? Thì em nghĩ chắc là đẹp trai. Liệt trước. Em tên là Nguyễn Ngọc Quyên. Năm nay em mém 30 tuổi. Quê ở đâu em? Dạ, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng cho công ty bất động sản. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và người đẹp kế bên. Em tên Nam Linh, ở Hồ Chí Minh, tình trạng một mình. Không phải minh tinh như anh Quyền Linh, là marketing, vóc dáng trung bình, thích tập thể hình. Còn về tính tình, rất biết tu tỉnh, chuẩn không cần chỉnh. Tham gia chương trình, mong lấy vợ xinh, có chút ngoại hình, không quá khó tính, làm ăn chân chính, đúng ý gia đình, khán giả đồng tình. Xong luôn phần mình, xin chàng pháo tay. Hôm nay hy vọng là được khán giả đồng tình ha. Dạ. Nhưng mà chị chưa nghe bạn trai nói nhiêu tuổi nha. Dạ em năm nay tròn 30 vậy. Bên đây 30, bên kia mém 30. Mém 30. Dạ. Ưu điểm, khuyết điểm. Em là con người sống rất là nghiêm túc. Trước giờ chỉ biết làm ăn, cày kiếm tiền. Không có chơi bời. Cũng không có biết, nói chung là tứ độ tường á. Chỉ biết làm thôi. Dạ, chỉ biết làm thôi. Đó là ưu điểm. Dạ, ưu điểm. Khuyết điểm. Chưa được khéo léo. Không, không, nói vậy tốt rồi, vậy có duyên rồi. Chơi thể thao gì không? Đúng rồi, thể thao thì đó là cái sở thích của em. Cái đam mê luôn. Chơi môn gì? Một tuần là em ít nhất là đá banh một buổi, đi tập gym. Và em cũng thích bơi, tại vì trước em từng là vận động viên bơi. Vận động viên rồi. Không, vậy là tốt rồi, có sức khỏe. Em quan điểm là thể thao nó cho mình vừa sức khỏe mà vừa cái dáng vóc dáng đẹp. Nó đi chuẩn. Rất là thích và cũng mong muốn bạn nữ cũng phải thích chơi thể thao. Rồi, để hỏi bạn nữ. Bạn nữ sao? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là sống tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh, chia sẻ, biết nấu ăn. Rồi, khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì hơi nhăn. Hơi nhăn đó chị. Nhăn. Nhăn nhó khó chịu á. Dạ đúng. Đôi lúc thì cũng có hơi khó tính tí xíu, hơi cằn nhằn. Rồi, có giống bạn trai có chơi thể thao gì không? Em cũng sở thích em là cũng thích bơi. Bơi này, thích đi du lịch. Được rồi, hai người bơi chung được rồi đó. Thì thấy em ngoại hình ngon lành, ok mà. Sao mình ế? Lúc trước em cũng có trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình trước thì em cách đây cũng là được hơn 2 năm rồi chị. Do thì xong hai người không có sự thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau. Bây giờ là muốn lấy chồng chưa? 30 rồi. Dạ cũng muốn rồi, muốn rồi ha. Bạn trai thì sao? Em tình trường sao em? Nói thật là cũng chưa có cái mối tình nào chính thức. Còn gặp gỡ hẹn hò rồi đi là có đúng không? Có nhiều lắm, chắc cũng cỡ 20 cô rồi. Hả? 20 cô mà không có chọn được cô nào luôn. Dạ đúng rồi, chưa chọn được ai. Khó như vậy hả? Quen lâu nhất là bao lâu? Cô quen lâu nhất là khoảng 3 năm. Dữ vậy đó hả? 3 năm sao gọi là không phải mối tình được em? Có hôn nhau đó. Dạ chưa. Có chưa? Dạ chưa. Mới chuẩn bị nắm tay thôi thì cũng có định nắm tay nhưng mà cái cô kia lại không đồng ý. Chịu mới có nắm tay mà cô kia chưa chịu luôn. Dạ chưa chịu luôn. Trời đất ơi. Nói gì thôi, vậy là có chưa có mối tình nào đó. Dạ thì chưa, thì đàn chưa. Đàn trai còn y nguyên đó. Dạ đúng rồi, còn nguyên si. Nguyên si rồi có biết làm gì không trời? Dạ thật sự còn nguyên si vậy. Có biết hung không? Dạ ngày nào cũng về hung mẹ, biết hung chắc chắn rồi. Hung trong tình yêu nó khác. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào nói chị nghe thử coi. Em có làm cái bài thơ. Rồi, đọc luôn. Để em xin phép đọc từ trong đó. Em có dạ. Bắt đầu. Dạ. Hôm nay tôi đi hẹn hò, trong lòng háo hức cũng lo rất nhiều. Hiện giờ chưa có người yêu, làm sao thổ lộ bấy nhiêu nỗi niềm. Đành chờ tiếng gọi con tim, hòa cùng nhịp đập sẽ tìm thấy nhau. Bao năm sống trong âu sầu, bao năm mong đợi nàng dâu thảo hiền. Cũng vì chưa có cái duyên, gặp người như ý hàn huyên chuyện đời. Bên nhau những chuyến vui chơi, hưởng tuần trăng mật tuyệt vời vin bơ. Dù biết mới chỉ là mơ, sẽ thành hiện thực chỉ chờ em thôi. Tim anh hồi hộp lắm rồi, chờ được gặp mặt đứng ngồi không yên. Cố gắng không bị ngã nghiêng, để gặp cô gái như tiên giáng trần. Công dung ngôn hạnh tảo tần, thông minh hiểu biết cũng cần chút thôi. Thể thao cũng nên biết chơi, hiền diệu hiếu thảo vâng lời mẹ cha. Càng ít la cà quán ba, thâu đêm suốt sáng lơ là chồng con. Còn chuyện làm đẹp phấn son,
anh rất thoải mái miễn còn tiền tiêu. Còn anh hứa sẽ cưng chiều, quan tâm chăm sóc, thương yêu mỗi ngày. Sẽ không cờ bạc rượu say, chỉ lo tu tỉnh ăn chay ở nhà. Không phải giám đốc đại gia, cũng chẳng xế hộp villa nhà lầu. Nhưng em chớ có lo âu, bù lại anh cũng rất ngầu đó nha. Và anh cũng biết lo xa, trụ cột vững chắc cho gia đình mình. Sẽ luôn lãng mạn chung tình, giữ cho mái ấm yên bình về sau. Tâm đầu ý hợp bên nhau, chẳng ngại gian khổ thương đau trên đời. Có lẽ bấy nhiêu đủ rồi để dành tâm sự khi ngồi bên em. Giờ anh chỉ đợi tấm rèm kéo lên để thấy dáng em thiên thần. Được. Một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Tôi đồng ý rồi đó. Bài thơ rất là hay. Gieo vần rồi dữ ha. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào, chị qua chị coi liền luôn. Chị đang sung lắm rồi, muốn qua coi. Người em cần là cao trên 1m70. Có. Có. Ngoại hình thì cũng ưa nhìn tí xíu. Trời cười ghê vậy. Được, cười tươi. À, không hói. Người đàn ông giống như anh Quyền Linh á. Cái tính cách đó chị. Tôi hơi xúc động ha, đổ mồ hôi trán quá trời ha. Tính cách giống anh nó vui vẻ đó. Trán hơi cao chút thôi chứ không có hói. Và là người có ý chí cầu tiến. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, anh có hút thuốc không anh? À không biết hút thuốc. Anh có em gái mưa hay là chị gái nắng không? Em nuôi rồi đó có không? À không, nhà có hai anh em trai. Không có. Anh này thiệt tình lắm, em nói bóng nói gió anh không hiểu luôn. Có nghĩa là hiểu. Không có. Hồi nãy em chưa có nghe rõ tên của anh. Tên gì ở đâu? Tên Linh. Ở đâu? Dạ, ở Hồ Chí Minh. Anh ơi, anh ở quận mấy à? À, quận 10 em. Dạ. Bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Chắc phải vài tháng. Không thể tìm hiểu coi có thực sự khớp không. Có làm dâu không? Cái đó thì em rất là tôn trọng bạn gái. Ví dụ như mình thỏa thuận với nhau, mình có sống chung với gia đình không? Đôi bên cũng 30 rồi. Hạ bớt tiêu chuẩn mình xuống một xíu ha. Anh Linh em nhớ quận mấy không? Dạ, quận 10. Đúng rồi. Anh Linh đang ở quận 10. Dạ. Đẹp trai, dễ mến, hay cười bạn ơi. Bạn thích thì rủ đi chơi, không thích thì rủ đi bơi, cũng đỡ buồn. Có ghen không? Có anh, là phụ nữ ai cũng phải ghen. Ghen anh là em làm marketing á, tổ chức sự kiện. Gặp với nhiều bạn nữ đẹp nữa. Không biết bạn có thấy khó chịu hay là cái gì không? Cái đó là do cái môi trường của mình làm việc. Khi anh ngồi trong phòng là bạn gái đẹp không ngồi trống á. Quan trọng là mình có lập trường của mình nó phải vững. Đúng rồi. Bên đàn gái cũng dễ thương đó em. Dễ thương, bên đây cũng dễ mến nữa. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ, hôm nay em đi với bạn thân của em và sếp của em. Có sếp của em bạn thân rồi, cho gặp bên nhà gái. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai bên đây và chào quý khán giả trong trường quay. Em thấy bạn trai bên đây thì cũng có những cái cũng hiền nè, cũng vui tính. Và có đặc biệt là chắc là hợp với Quyên là Quyên không thích tứ đổ tường. Cái tính cách nó tương đồng nhưng mà mình cũng cần cái thời gian á để cho mình biết hơn về cái hoàn cảnh gia đình của nhau. Cảm ơn em. Linh đi với ai vậy? Dạ, em đi với người quan trọng nhất cuộc đời em bây giờ. Là mẹ. Là mẹ em. Dạ, đúng rồi. À, chào cô. Chào Cát Tường với Quyền Linh, chào dạ, con dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nam Linh. Chính tôi rất yêu quý cái chương trình này. Chính tôi là cái người động viên em đăng ký chương trình này. Phải nói là Linh là xếp vào cái diện thanh niên nghiêm túc á. Nhưng mà có một điều là hơi kiểu như nói ăn nói năng thì cũng không được khéo léo lắm. Còn về bạn gái bên đây ấy thì thấy là nhìn bên ngoài thì thấy cũng dễ thương, hiền lành. Chương trình đã sắp xếp như thế thì cho các con đến đây rồi thì cô nghĩ rằng là cũng đã tìm thấy những cái điểm tương đồng của các con rồi. Thì các con cứ nên cho nhau cái cơ hội để nếu mà có duyên thì cô sẽ làm tròn bổn phận của mẹ. Dạ. Yeah. Rất là cảm ơn chương trình. Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn cô. Hay quá. Thôi cô ơi, hôm nay mà được cái là mai mốt cô, con chờ cô đăng ký chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nha cô. Dạ. Yeah. Mở rào. Không gian này là của các bạn đó. Em chào anh. Chào em. Xin phép. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà anh tặng anh. Ok. Dạ, cảm ơn. Anh có ấn tượng gì với em không ạ? À, tôi thấy cao. Đâu, hai bạn đứng lên sát gần nhau coi xứng đôi không? Để các bạn. Cao. Đó, được không? Không, bạn cũng thấp thôi. Tay em mang vàng hơi cao. Ok. Thế em cũng hiền. Dạ. Nhưng mà cùng dung cùng hạnh là có đó. Cũng đẹp và cũng
biết cách ăn mặc. Em cảm ơn anh ạ. Thế còn em nghĩ gì về anh? Thì cách nói chuyện của anh thì cũng là gần gũi, thân thiện với lại cũng chân thật. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không ạ? À có. Dạ, vậy là em với anh cũng có chung quan điểm. Kế hoạch mình hẹn hò sao, bao lâu thì mình đi chơi, mình hẹn hò ở đâu, rồi bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Thì cái việc mà tiến tới hôn nhân thì em chia sẻ thì mình còn phải có thời gian mình tìm hiểu, và mình cũng phải cái bước đầu này thì ví dụ như là mình đã gặp nhau vậy rồi thì cũng là một cái duyên, ví dụ duyên anh cũng sẽ trân trọng cái duyên này. Dạ. Bây giờ mỗi người nói một câu, câu gì đó mình đang suy nghĩ điều gì trong đầu về đối phương. Nói chung anh chuẩn bị nói nhiều lắm mà không biết sao lên đây cũng quên hết trơn rồi. Thì anh chỉ nói em cứ làm theo tiếng gọi của con tim mình và cả lý trí nữa. Em thấy nếu anh là phù hợp thì em bấm nút, còn không cần phải mình phải lịch sự hay là gì hết á. Thì đây là tình yêu thì mình không thể miễn cưỡng được, thích thì phải bấm đó. Thì anh chỉ nói vậy thôi. Còn anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội. Bạn trai nói rất đúng, bấm vì tiếng gọi con tim chứ không cần vì lịch sự. Thích thì mới bấm nhé, bấm nút là chính thức hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Chỉ bấm khi thật sự trái tim ta rung động. Suy nghĩ thật kỹ nha, và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây, hợp đôi ghê lắm, tay với bạn, tay đi. Đó, Linh với Nguyên hả? Anh Nguyên dễ thương quá. Trời, em nói gì? Xin gửi những lời tri ân ông Tơ bà Nguyệt bao lần xe duyên, chân thành với những lời khuyên bao cặp trai gái nên duyên vợ chồng. Cảm ơn khán giả hết lòng, nhiệt tình cổ vũ cả trong lẫn ngoài. Cuối cùng xin gửi ngàn like tới ban biên tập biệt mài hăng say, để tôi có những phút giây thực sự cảm xúc bất nghi trong đời. Rất chân thành và lãng mạn. Bây giờ một nụ hôn đi nào. Năm nay 31 tuổi, quê ở An Giang, nghề nghiệp từ kỹ sư xây dựng, đang làm ở Vũng Tàu. Hết rồi. Chỉ cá đề cá. Rồi, anh làm kỹ sư xây dựng ở Vũng Tàu đúng không anh ơi? Đúng ạ. Quê của mình là ở An Giang hả anh? An Phú, An Giang. An Giang. Rồi, mình nói về điểm mạnh, điểm yếu của tình trường mình xíu anh ha. Cái này là cho tôi nói là cái sinh hoạt mỗi ngày được không? Tôi không biết là điểm mạnh hay điểm yếu, mà tôi nói là cái sinh hoạt mỗi ngày. Rồi, anh cứ nói đi ạ. Thế đúng cà phê một ngày hai buổi. Cà phê nước đá ít, không đường. Thích uống cà phê. Rồi. Nước đá còn ít đá không đường. Rồi còn gì nữa? Thích đi làm là đi bộ chứ không chạy xe. Nhưng mà có xe không mà đi bộ? Xe có nhưng mà không thích chạy. Sao kỳ vậy? Lý do nè. Đi bộ tập thể dục. Là nhà anh gần công trường luôn hay sao? Đúng rồi, từ nhà trọ đến công trường là khoảng 500m. Thì đúng rồi, đi bộ thì nó khỏe. Rồi còn gì nữa nè? Ăn uống là ngày hai chén cơm một chén canh. Nhưng mà tự nấu hay là ai nấu? Đặt bên ngoài nấu. Đặt bên ngoài nấu hả? Nhưng mà mình biết nấu không? Không, nấu những món sơ sơ à. Đâu món sơ sơ, món nào kể em nghe. Canh bí đao, bí gợ, cơm trắng, chiên hợp vịt. Rồi mấy món vậy thôi hả? Thịt kho biết không? Không. Không hả? Rồi điểm yếu của mình là gì? Ví dụ như những cái nhược điểm, những cái tật xấu của mình là gì? Cho em nói hết đi, cho em nói hết đi. Rồi thôi nói hết đi. Còn vấn đề mà gọi là giao lưu ngoại giao á. Uống hai chai bia rồi nghỉ ngồi nói chuyện. Uống hai chai thôi. Quan trọng của mình nhất là phải biết kiểm soát được hành vi của mình. Rồi ok. Còn gì nữa không? Về vấn đề sinh lý. Rồi vấn đề sinh lý sao? Kể luôn. Ứng dụng khoa học vào, ví dụ như độ tuổi của
của em thì 31 tuổi thì trong vòng 2 tuần thì tiến hành chỉ được 7 lần thôi. Cái gì? 2 tuần mà 7 lần thôi? Đó là ứng dụng khoa học vào. Ừ rồi, ứng dụng khoa học vào. Đó là đi học không có quy định mà. Ừ. Nhưng mà mình hợp tác với ai? Mình cũng phải có đối tượng chứ. Đúng không? Mình cũng phải có đối tượng để mình làm những thực hiện những cái việc mà sinh lý đó chứ đâu ai tự nhiên cái khi không mình có một mình. Cái vấn đề đó nếu như mình triệt tiêu luôn cũng được, trong tư tưởng đâu có cần có nhất thiết đó, mình kiểm soát được mà. À rồi ok. Tiếp tục. Còn gì nữa không? Thích là cởi mở, thân thiện. Ừ. Rồi. Nãy giờ thấy cũng cởi mở rồi đó. Rồi gì nữa? Cái ăn để uống. Ăn uống sinh lý luôn rồi đó. Rồi, còn gì nữa không? Để nhớ rồi. Rồi không nhớ đi. Rồi bây giờ ngược lại điểm yếu, tật xấu. Cái gì của mình, cái gì mà mình cảm thấy mình xấu nhất? Thì nói chung là có công việc, có đó là sinh hoạt mỗi ngày tôi kể luôn đó, là cái đó là có thể là bao hàm giữa tiêu cực và tích cực luôn rồi đó. Trời, cái nào là tiêu cực? Nãy giờ anh kể là em thấy là nó cũng tích cực chứ chưa có tiêu cực nè. Bây giờ tiêu cực là ví dụ tính tình của anh có nóng tính hay không, anh có keo kiệt hay không, hay là anh có cái gì hay không. Chứ em thấy là nãy giờ anh kể là toàn là điểm mạnh của anh thôi đó. Chỉ có điểm yếu là hả, biết nấu ăn sơ sơ à. Rồi chung thì nói về vấn đề mà em đẹp không biết, nhưng mà mình thích là khi mà xác định đối tượng nó rồi được á, mở là mình sẽ thanh toán trước. Thanh toán trước là sao? Thanh toán cho người đó luôn. Thanh toán người đó là sao? Là ví dụ đi ăn là trả tiền hay là như thế nào, hàng tháng cho tiền ta hay làm sao? Nói chung cà phê hay đi ăn uống gì đó, nói trời bữa nay tôi bao anh. Nói như thôi. Là sao, là anh sẽ bao người ta hả hay là người ta bao anh? Nói chung là mình bao trước rồi người ta coi được thì ta sẽ bao lại sau khi mà có dịp mà qua lại á. À, là mình sẽ bao trước người ta đúng không? Còn ví dụ người ta con gái mà đi ăn uống thì ví dụ con trai mình bao luôn cũng được không, hay là phải đợi người ta bao lại? Vấn đề đó nói chung là đồng đâu có nhất thiết phải đi sâu mà nó không cần phải mở lời. Cái vấn đề đó thì tôi sẽ là người chủ động vấn đề giải quyết luôn. Ờ à, rồi ngon rồi. Tiếp tục. Còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Ngủ có ngáy không? Có sợ con gì không? Có sợ ma gì không? Không. Không, không sợ gì hết. Rồi, chuyển qua tình trường đi. Anh có mấy mối tình rồi, lý do vì sao? À, lý do vì sao? Anh chia tay. Trải qua 3 mối tình. Lý do là chung là làm xây dựng là khoảng cách quãng đường là thực tế. Ừ. Còn mà nói về vấn đề ba mối tình đó thì theo tôi thì đánh giá là đẹp, biết ơn và xin khép lại quá khứ. Ừ. Và chỉ là thực hiện trong hiện tại và kế hoạch trong tương lai. Rồi. Là cái đó là anh muốn, mong muốn như vậy. Nhưng mà anh trải qua là mấy mối tình, mà mấy mối tình đó là sao anh chia tay? Thì đó là lý do đó thì là khoảng cách về quãng đường. Thì đó, có một cái đó là một mối, còn mối mấy mối khác thì sao? Anh có mấy mối tình nè? Ba mối, rồi, mối thứ nhất do khoảng cách, rồi mối thứ hai, mối thứ ba là sao? Cũng do khoảng cách, khoảng đường. Đâu, anh ở Vũng Tàu, người ta ở đâu mà do khoảng cách, khoảng đường đâu nè? Hiện tại là tôi là, em đang ở Vũng Tàu là được hai, là tính cuối tháng này là được 76 ngày. Đầu tháng tôi sẽ chuyển, em sẽ chuyển về là Đức Hòa Long An. Nhưng à mà, là đi liên tục vậy hả? Không, mà chuyển hẳn gì đó luôn, chuyển hẳn gì đó làm công tác luôn. Nhưng mà mình có xác định là ở Long An làm việc không nè? À, kế hoạch của tôi á, cũng như tương lai là tôi sẽ làm ở khu vực ở thành phố và hoặc là Lăng Cạn ở thành phố. Ừ, rồi vậy là bây giờ xác định là tìm bạn gái là phải lân cận khu vực đó nha. Chứ mà ở xa quá thì lại nó do khoảng cách nữa. Đúng. Rồi cái người thứ nhất anh quen ở đâu? Ở thời sinh viên.
bạn đó là học lực trường đại học Cần Thơ. Bạn đó quê ở Châu Phú, An Giang. À, quê Châu Phú, An Giang cùng quê với mình luôn, sao mình không tiến tới mà mình chia tay? Thì cũng nói là trong quá trình đi làm thì đó là khoảng cách quãng đường đó. Ừ, cho khoảng cách thôi. Xong rồi cái quen bao nhiêu lâu chia tay? Được 3 năm, từ 2010. Wow. 2016. Rồi, quen được 3 năm luôn. Rồi, mối tình thứ hai thì mấy quen mấy năm? Được 1 năm. À. Là cô đó ở đâu mà cũng đâu khoảng cách vậy? Đó là ở Phước Long, Bạc Liêu. Giá gai Bạc Liêu. Ừ. Rồi người thứ ba là ở đâu? Ở là bạn học chung phổ thông. Bạn đó thì là có trình độ là thạc sĩ, là đang dạy ở trường Võ Thị Sáu Châu Đốc á. À, ba cô nào cũng ở xa luôn. Đúng. Rồi sao không rút kinh nghiệm từ cô thứ nhất, cô thứ hai qua cô thứ ba, quen gần gần thôi, người quen xa quá trời. Thì bây giờ đó là rút kinh nghiệm thì sao nè, em sẽ rút về là làm việc ở khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là lân cận ở thành phố Hồ Chí Minh. À, là Long An, Tiền Giang, Bình Dương, Tây Ninh được đúng không? Okay. Không, Tây Ninh chắc không đi rồi, chỉ đi ở Bình Dương, Đồng Nai, Long An này kia thôi. Rồi, ok, ưu tiên mấy khu vực đó. Rồi, mẫu người anh mong muốn thì như thế nào nè? Ngoại hình ra làm sao? Công việc ra làm sao? Tuổi tác như thế nào? Nói về ngoại hình thì đó là gọn gàng, sạch sẽ, không cần thơm thôi, không cần thơm tho. Gọn gàng, sạch sẽ thôi mà không cần thơm tho. Rồi, ok, duyệt. Rồi, đầu tóc thì phải gọn gàng, nói chung kiểu giống như cô gái mà có mái tóc đuôi gà vậy đó, phải gọn gàng. Ừ, là phải cột lên rồi còn gì nữa không? Là cô gái đó cắt tóc ngang vai vậy đó, ngang vai vậy nè, nhìn nó trẻ trung năng động. Rồi còn gì nữa không nè? Cách ăn mặc thì theo hoàn cảnh, nhưng mà ưu tiên cái đầu tiên là mình thấy mặt sao mà thấy thoải mái nhất là ưu tiên số 1. Và mặt sexy xíu được không? Thấy mặt sao mà thấy thoải mái nhất là được. Mặt sexy xíu là được đúng không? Rồi được rồi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán có rồi, tuổi tác bạn gái thì như thế nào, lớn hơn anh được không? Dao động là khoảng từ 30 đến 35. Rồi 30 đến 35. Rồi còn gì nữa? Thì nghề nghiệp thì cũng có nêu với công trình này đó, là một là sĩ quan chuyên nghiệp, hai là chiến sĩ công an, ba là giảng viên đại học. Là chỉ quen ba đối tượng đó thôi. Đúng rồi. Ví dụ nhân viên văn phòng cũng quen. Rồi. Ủa, công an là bên tụi em hả, không gì ít lắm nha anh nha. Còn sĩ quan chuyên nghiệp là phải vô quân đội. Ý, anh nghĩ đi, mấy cái chị mà bằng tuổi anh thì người ta có gia đình hết rồi. Mình có thể mở rộng hơn ra cái khác được không? Không. Không luôn. Anh ơi, anh cần hiểu như thế này nè, chương trình mình á, nếu mà làm các cái chương trình mà dành cho quân đội hay sĩ quan á, rất là khó khăn. Tại vì phải xin cái cơ quan rồi, cho nên hiện tại là không có, nói thẳng với anh luôn là như vậy. Còn hả, có thì cũng sẽ là những cái đối tượng mà họ tham gia với những cái tiêu chí khá là cao, họ yêu cầu rất là cao đó. Những cái cô rất còn trẻ và rất là đó, thì mình có thể mình đưa ra những cái tiêu chí, có nghĩa là lên chương trình thì mình cứ cởi mở một cái người, ví dụ như công việc ổn định hoặc nhân viên văn phòng thì cũng có thể phù hợp rồi đó. Nhưng mà đó là một cái đòn bẩy giúp cho anh. Tại vì những cái người sĩ quan đó, có những người họ rất là muốn tham gia, nhưng bởi vì thủ trưởng không cho tham gia, chứ không phải là họ không tham gia. Tại vì họ làm trong cơ quan chính quyền nhà nước thì phải được cái sự mà đề duyệt ở trên. Nên là rất là nhiều bạn đăng ký chương trình, nhưng mà để kêu mà đi tham gia thì phải xin phép ở trên. Thì ở trên người ta không cho, người ta không muốn là đưa đơn vị người ta lên. Đó, nó khổ là như vậy. Hai đối tượng này, bây giờ đối tượng là giảng viên đại học, hoặc là một đối tượng là con chuyên nghiên cứu khoa học. Bây giờ giảng viên đại học thì bây giờ họ không phải là giảng viên đại học, nhưng mà họ có bằng thạc sĩ này kia thì được không? Được, nếu như mà có luôn cái người mà chuyên nghiên cứu về khoa học ấy thì càng tốt. Rồi, ok, đó là những cái rồi mong muốn tiêu chí của mình ha. Đương nhiên là bên phía nhà gái người ta cũng sẽ có những cái tiêu chí, và chương trình sẽ dựa trên hai cái tiêu chí đó để mà cân đối lại với nhau ha. Thì nãy giờ nghe chia sẻ thì thấy mình cũng là một cái người rất là chân thành đó, thiệt tình chân thành. Đây là những cái điểm mạnh của mình ha.
thì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ cũng sẽ trao đổi lại kỹ nội dung với mình hơn và sẽ tìm cho mình một cô gái phù hợp nhất ha, để tạo cơ hội để mình sẽ gặp nhau trong chương trình nha Cảnh. Rồi. Ừ, ok, cảm ơn Cảnh nhiều ha, có gì đợi thông tin từ chương trình nha.